Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình về vườn bưởi của anh Quế ở Phúc Thọ. Anh Quế chia sẻ bà con địa chỉ của mình ở đâu ạ? Vâng, cáo bà con tôi là Nguyễn Văn Quế, thôn Quế Nâm, Hiệp Thuận, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tôi có vườn bưởi đã hơn 20 năm rồi. Thế nay được theo kênh của xem kênh của anh Đức Nhân và sẽ theo vì năm nay được chăm sóc của kỹ thuật của công ty phân Scenic và anh Đức Nhân, thì hôm nay là anh sẽ về thăm lần thứ hai. Thế rồi các bạn rồi sẽ thăm vườn bưởi, theo dõi vườn bưởi của tôi gần cuối năm. Và cái đầu năm bác là có thụ phấn cho cây không? Có thụ phấn. Vâng. Và cây này của mình là hơn 20 năm à? Vâng. Cây to nhỉ? Bắt đầu rồng là từ năm 93 năm chia đất cái là rồng luôn đấy. Các cái năm trước cái nựa quả thế nào bác? Các năm trước là nựa quả nó hơi kém. Hơi kém à? Bởi vì chất lượng vừa quả cũng xấu mà độ đường thì nó chưa đạt. Đấy là mấy các năm trước là nó như vậy. Bác theo dõi kênh của em được mấy năm rồi? Theo dõi kênh của anh là mới được từ trong năm. Đấy, mới biết được từ trong năm. À thế à? Vâng. Thế bắt đầu năm nay là cho vào thụ phấn. Vâng. Và bón thì từ đầu năm bác bón cho cái bưởi này là bao nhiêu? Đến lúc trong năm thì là tôi vẫn theo cái bón của chương trình của tôi. Vâng. Thế sang đến mỗi ngoài riêng là tầm tháng bắt đầu lúc nó ra hoa ấy. Thế vì tham dò số điện thoại của anh Đức Nhân thì vì gọi cho bên anh Sơn bên Scenic ấy. Vâng. Thế thì anh về anh cung cấp phân Scenic cho từ này là đợt tí là được bón đến giờ là hai đợt rồi. Hai đợt thì mới bón có 2 cân rưỡi thôi, mới hết 2 cân rưỡi thôi. 2 cân rưỡi tức là 2 vâng. đợt. Vâng, 2 đợt. À. Một cây này có cây phải đến 300-400 quả nhỉ? Vâng. Quả cây to thì phải 300-400, còn nếu mà tầm hơn 100 cây này thì quá đơn giản đúng không? Được cái là năm nay là nhìn quả bưởi mà cây lá này là tôi rất hào hứng và rất phấn khởi được cái, không biết là có đúng do phân của Scenic hay của anh ông, nhưng mà thấy xanh mà bưởi là quả là nhẵn bóng đẹp. Có thể cuống thế nào? Nó có sắt chắc nhỏ hơn không? Bạn năm không? Vâng, cái cuống thì tôi chưa để ý đến cái cuống đâu. Nhưng so nhìn, nhưng mà quả sắt chắc hơn. Nhìn thấy cái quả này nó đẹp hơn. Và cây của bác thì nó hơi cao các bạn nhé. Mình đặt máy quay thì nó ở tầm thấp thôi. Vâng. Cây bưởi này vài trăm quả nào chuyện bình thường. Và hôm nay là bây giờ tầm này đang chắc 6 giờ kém nhờ em nhỉ? Vâng. 6 giờ kém mình về cũng hơi muộn vì mình đi Đông Anh. Vừa về qua Đông Anh quay xong rồi về bên bác Quế luôn vì cũng hơi tối và trời vừa mưa. Vâng. Nó hơi sầm sùi một chút. Thế bác cho một đầu năm cái cây bưởi này bác là cho mấy cân NPK? PK là nếu như mọi năm đầu năm ấy là tôi bón 2 cân. Mỗi gốc là tầm 2 cân. 2 cân đầu năm. Ừ. À, phân gà thì có phân gà, phân chim vịt có gì không? Phân gà thì bây giờ có là mỗi một cây là một bao. Bao phân gà. Một bao phân gà. À, có vâng. Còn năm nay có bón đơn đơn gì không? Không. Không, năm ngoái có bón. Năm ngoái có bón. Năm nay là mình không bón đơn đơn nữa. Năm nay là chỉ có bón 2 cân NPK. Bón 2 cân NPK này, thế vì một cân con hữu cơ của thằng gì cá đấy, xong hồng đấy à, vâng. Có con cá đấy vâng. Thế cái sang đợt thứ hai thì ngoài lúc nó đậu quả rồi thì mới bón Scenic của Đông Sơn, của anh, Đông Sơn. Vâng. Tức là bác trong quá trình là mình thụ phấn cũng thụ phấn này vâng. Và có phun lúc khi ra hoa là quả dưỡng hoa mới phun chống sương có thế là phun những cái gì phun đối sang bên kia thì đối thì bỏ lúc đầu là trong năm ấy, lúc phun hoa ấy, thì tôi có phun cái gì đã đắt đấy nhỉ? Jizumin số 8 Jizumin đấy. Đấy là trong cái năm là 2 đợt. Rồi. Đấy trong cái hết cái đợt đi bắt đầu quả thì tôi phun cái man cho nó rẻ tiền. Vâng, đấy, phun man. Đậu quả rồi phun man. Rồi đậu quả rồi thì tôi phun man. Tức là bác phun cả dưỡng hoa đậu quả đúng không? Vâng có. Phun bo. 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 Canxi bo các thứ không? Bác lấy thuốc ở đâu phun? Thuốc thì lấy ở đây thôi. Nấy ở cô Cúc ở bên này này. Vâng. Thế nhưng mà cô ấy bán thì mình mua thuốc gì cô bán ý thôi, chỉ không có cái hướng dẫn cho mình những phun thuốc nào không nào. Thế năm này vừa rồi đấy thì vì biết kênh của anh thì giới thiệu cho anh Thái đấy thì vì mới sang lấy thuốc của anh Thái là mới vừa rồi thôi. Thế có hiệu quả không? Đấy phun về là thấy hiệu quả. Thế cô bác thì sai nhưng mà có một đợt thấy có một chút có kiểu như nó hơi bị một chút bỏ chi. Bị giảm đấy. Giảm một tí là do nó bị ăn cái tế bào từ lúc còn nhỏ thôi. Mình chắc mất một đợt thuốc đấy mà thuốc đánh cơ khi hơi nhẹ. Đấy, đợt thuốc ấy là chắc hơi nhẹ lắm này, tôi ăn không... Cái quả nó mày săn chắc rồi. Vâng. Thế mà đấy, cái này là thuốc anh Thái phun thì nó giảm hẳn ngay. Nó giảm ngay, bây giờ nó không nan rộng ra nữa. Nó diệt một cái ổ bệnh rồi. Vâng, đấy, nó không nan nữa. Đây thấy hệ thống của bác là cũng thấy làm hệ thống nước để thu nước, tránh mưa lũ, để chắc nó bị trúng rồi so với... Đấy, nó trúng, thế là thôi phải đào rãnh như thế này. Đào rãnh rồi, tổng kia cái là có máy bơm là hút luôn. Đấy, hút luôn. Vì trước khi đào rãnh này, trước kia cũng không biết kỹ thuật như nào đâu, nên là các người đến mua bưởi cứ phải đào rãnh lên để cho nó khô đất.
Đấy, về mùa kia cho nó khô đất. Thế tôi còn dùng cả bạt để tôi đại về cái mùa gió mùa cơ mà. Vâng. Đấy, cuối năm đấy là tôi cứ đại hết bạt là cho nó khô núa. Nhưng mà cái hiệu quả quả vẫn không chưa được chất lượng. Đấy, chưa được chất lượng. Tức là mình sẽ đưa cái công thức bón nó như bưởi bắt đầu, như em đã làm video để chia sẻ thì bắt đầu từ tháng 4-5 âm là nếu cây mà vườn mà nó quả nó còn nhỏ thì mình bổ sung NPK thì có thể giàu đạm một chút và có kali nhưng mà lân không cần cao. Nhưng nếu mà cây bưởi mà nó săn chắc mà nó cũng như thế rồi, nó đạm ổn thì bác này tháng 5 này là mình tăng hàm lượng kali cao rồi. Trong cái NPK nếu bón bổ sung. Còn nếu mà cây quá khỏe thì phải bổ sung kali rồi. Còn nếu mà cây già yếu hơn 20 năm thì tháng 6 tháng 7 bón kali chưa muộn. Thì cũng bón cũng được. Nhưng mà kali trong NPK phải cao dần rồi để cho quả nó lớn nhưng nó vẫn chắc chứ không phải nó ổn. Rồi bác nó mới săn chắc là ngon rồi. Vâng. Thế từ giờ đến cuối năm này bây giờ là phải nhờ kỹ thuật của anh Đức thế bón như thế nào để cho quả bưởi nó chất lượng. Thì cứ phổ biến cho chúng tôi nhà vườn để chúng tôi theo cách của anh để tôi bón làm sao để cho cuối ngon bưởi và đạt được. Bởi vì một quả bưởi mà nó không ngon mình bán rẻ mất 5.000 thôi là mất bao tiền. Vâng. Nhưng nếu mà đầu vạn mà bác dỗ diện tích nhiều cây này mà nó lên chỉ được vài nghìn quả bưởi thôi, kiến thức tiền đấy nó sẽ tập trung vào phân bón mình đỡ phải bỏ tiền túi. Chứ còn nếu mà mình không ngon bán giá rẻ thì vất vả. Đấy, bán lại chấp thì còn vất vả. Nhưng mà cái nói với anh Đức này, cái cây bưởi của tôi này này thì tôi theo kinh nghiệm nó cứ hay nớn về tháng 8 đổ đi. Đúng rồi, nó mát trời mà. Và nó lại hay bị chín muộn. Đấy thì năm nay là theo dõi cân của anh, về theo văn của anh có cách nào làm sao để cuối năm cho tôi nó chín sớm để thu hoạch sớm và quả nó sẽ rắn chắc, nó không nớn trong từ tháng 8 đến 9 tôi thấy nó bưởi. Đúng rồi, bởi vì là bà con là bị nớn vào tháng 8 thì em đã có rất nhiều video phân tích cho bà con trên các kênh rồi. Vâng. Bởi vì là khi mình không kiểm soát thức ăn, mình bón nhiều quá. Và cái mùa hè thì nó không hấp thụ được thức ăn thì cái dinh dưỡng cứ nằm ở trong lòng đất. Nhưng tháng 8 9 rồi nó mưa, nó mát trời thì tiết nó ẩm như hôm nay này. Thì nó nhiều nước mà nó ăn được đưa dinh dưỡng lên thì quả bưởi lớn nhanh. Và lúc ấy nó giàu dinh dưỡng mình không kiểm soát thì nó không chín kịp. Thế là mình bây giờ bác mẹ bác đưa được cái xin ông Sơn vào ấy thì bác nó cái pH nó sẽ ổn định. PH ổn định thì nó ăn thức ăn thì nó không bị dư thừa cuối năm. Tức là bác biết là thức ăn này nó đang thiếu thì mới bổ sung, còn thừa là mình không bổ sung nữa. Nhưng nếu trước kia mình không qua kiểm soát được nó, mình thấy nó không ăn được mình cứ bón vào nhưng trong đất nó đang dư dinh dưỡng mà cây vẫn thiếu chất. Tức là nó bị pH nó chua đất để là độ chua nó cao. Nó nào độ pH dưới 5 hạn khoảng 5 thì tự nhiên là cây nó không ăn được thì dinh dưỡng nó thừa. Đến tháng 8 tháng 9 mắt trời mưa nhiều ẩm nó ổn định cái là nó đưa thức ăn lên thì quả không hãm được. Mà thức ăn đang dư thừa thì quả nó sẽ chín muộn. Cho nên bây giờ bác có được cái xin ông Sơn và bác kiểm soát được năm nay chắc chắn là sẽ bưởi chín sớm hơn. Và tám bắt đầu bác đưa kali sớm cho em. Ví dụ là tầm tháng 5 âm lịch này. Đây là cuối tháng như tháng này này anh Thái này anh đã phổ biến như tháng này. Đúng rồi, tháng này đưa kali cao rồi. Kali trong NPK cao rồi. Nhưng mà bác chọn sang bên Thái thì bác lấy cho em cái dòng Việt Nhật chẳng hạn. Ở đấy thì nó có 11 11 17. Thì cái đen đạm nó có 11 thôi và lân 11 và kali 17. Hoặc là có thể là nếu quả nhỏ thì bác đưa 15 5 25. Đấy, là... đấy anh Thái đưa cho bà vào sự tư vấn cho là bón cái 15 cái 2 năm đấy. Đấy thì cái đấy cũng cái ý của Việt Nga, Nhật đấy. Của Nga. Đấy, anh ấy bảo của Nhật. Nga Nhật đấy. Nhưng mà biết là cái hàm lượng kali nó cao. Và quả nó hơi săn nhỏ thì bác đưa hàng lượng đạm cũng được. Nhưng nếu quả bưởi mà nó ổn định thì có thể bón cái dòng 11 17 cũng tốt. Tức là làm sao nâng kali từ tháng 5 rồi. Hoặc bây giờ bác nâng lên cho em được rồi. Nếu chưa bón thì bón được rồi. Đấy bây giờ sang tháng tới này này luôn chuẩn bị sang. Vâng các bạn này theo mình để xa kiểm tra cho bác cái đi quanh vườn và chúng ta xem cái máy cắm xem cái pH và phân bón của bác nó như thế nào đấy. Chia sẻ cho bác luôn cả bà con luôn. Bây giờ hơi tối các bạn để ý cho mình một chút. Hơi thông cảm một chút vì trời hơi tối. Nó trời nắng đây. Vâng. Sớm thì. Đấy các bạn này cái lượng quả các bạn nhìn trên cây này, sai chưa? Cây này thì 300 quả là chắc chắn là không kém đâu. Nhìn thấy sai không? Đấy mình quay máy này mình không zoom được nhưng quả quá sai. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn nhìn. Kali đạt. Cái lượng nân này là cũng được các bác nhé, không phải là thấp đâu nhé. Vâng. Nếu như nân như này là bột nân 40 này là cũng là dạng là cũng giàu đấy. Vâng. Vì nó có của trong phân gà với của các năm cũ. Vâng nhá. Vâng. Còn cái đây cái nân đây là nân này 54. 54 cơ. Đây là đạm là nó 40. Nân là cũng giàu chứ không cần bổ sung nân nữa nhá. Vâng. Còn kali 102 này thì nó cũng tạm thôi. Bởi vì là nó đang làm quả càng cao dần nó ngọt dần. Nhưng mà bây giờ thế thôi chứ nếu cao quá nó lại chậm lớn. Thì mình cứ bổ sung dần nhá. Còn đây này, cái pH của bác bây giờ hiện tại là bác đang được 6. Thế là cũng có đã ổn định đấy. Đất chúng nó bác được 6 này là cũng là được rồi. Như lúc bắt đầu đo ngày xưa thì bao nhiêu? No cái đợt 2 là có trên 4 thôi. Đấy. Có 4,2 lúc anh Dương với Phong. Về đó cho. Vâng về. Mà về có trên 4. Vâng có trên 4. Thế bác thấy cái hiệu quả của cái xích không? Đấy, nó đưa lên cái này là trên 6. Đây gọi là 6 một tí hoặc già một tí này bác này. Thế là khi cái pH mà thế này thì cái dinh dưỡng của bác nó sẽ không bị dư thừa nhiều. Thì sau này cái tháng 8 tháng 9 nó có mưa
thì nó cũng không đưa thức ăn lên nhiều được nữa. Tức là mình khi pH ổn định thì cây nó ăn được phải 7-8% rồi. 7-80% thì cái dinh dưỡng nó không giàu, đây bác cũng không phải là giàu quá, nân thì đang 4 là đạm là 40 thì là cũng là tạm. Đấy. Thế còn cái nân của bác đang hơi cao một chút đấy, không phải khớp đâu. Nân đang 54 là hơi cao. Nân là mình không phải không bổ sung nữa. Thế nên là vì có cái này thì chúng tôi là biết có thiếu dinh dưỡng hay không. Đúng thì rồi. Để còn kali này 102 này thì bây giờ tạm thôi, chưa phải là cao. Cao cao nữa thì nó mới ngọt, tức là mình sau đấy bón nó tích dần lên. Nó đẩy lên kali càng cao thôi. Nhưng mà tôi hỏi bác thì cái dòng Sinic mình vẫn cứ bổ sung thêm hàng tháng không hay là... Tức là nếu cứ mưa nhiều là mình bổ sung nó thường xuyên được. Thường xuyên để được cho nó ổn định cái pH. Vâng. Còn bây giờ pH của bác đang là 6 này cũng đã đẹp. Nếu mà là 6 năm thì càng đẹp, nó 7 thì càng đẹp đấy. Cái mà nhiều cũng không no như nân thì cũng... Đúng không rồi. Nó là trung lượng, vì trong đấy nó có Sinic một phần này, có cả canxi, có cả magie, thì có bưởi trong nó thơm hơn. Vâng. Nhưng mà cái đa nước này nó vẫn là cần nhiều. Nhưng mà bây giờ mình bón được, nhưng mà sau này tháng 6 tháng 7 âm lịch mà nó quả to không được cung cấp nó nữa. Vâng. Tức là nó thiếu thì mình cung cấp thôi. Nếu bác cung cấp nó dư thừa, kể cả đỗ cá mà sau bác tưới muộn quá tháng 7 thì quả bưởi nó sẽ không chín kịp. Vâng. Nó chín muộn. Trong trước cái lúc Covid ý, tôi tưới nhiều cái với ngô đậu đỗ tương lắm, nhưng tưới nắm thì càng quả càng to nhiều. Đúng rồi, nó không chín được nữa, nó chín muộn. Nó càng to mà nó bột và vỏ nó dày. Vâng đấy. Ăn không chất lượng được. Nhưng năm nay quả như này chắc chắn là ngon rồi. Cái này năm nay thì tôi thấy là quả đẹp, rất đẹp, săn chắc hơn. Phán chắc đẹp, nhưng mà tôi chỉ sợ nhỏ thôi này. Không, thì chính vì đây bây giờ cái lượng của đó bác đây là cái lượng đạm nó 40 này, còn cái lượng nân là 55 này, nân thì cũng hơi cao, đạm thì vẫn hơi gọi là cũng tạm tạm thôi. Thì bác có thể là nếu có được thì bác đưa con 15 năm 25. Đấy, thì đạm là nó vẫn cung cấp cho quả nữa, vì quả bác nó đang săn mà. Nó chưa phải là to đâu. Thế là bác vẫn bón được đạm 10 năm. Đấy, dùng cái chỗ anh Thái lấy cái đấy. Vâng, đấy. Thái thì tới đây sang lấy phân của anh là... Đúng rồi, thì bác làm cho nó cây. Còn nân thì không cần nhiều, nân của bác đang giàu rồi. Nân 5 năm là cao đấy, không phải thấp đâu nhá. Nân 30 đã giàu rồi. Vì cây cân quả mà nân nhiều quá vỏ nó dày. Không có cái này, không có cái anh thì chúng tôi không biết thế nào mà. Đúng rồi đấy. Cứ hàng ngày cứ tung nân với tung NPK và cùng tung cũng bón phí tiền chẳng thua. Có cây này tôi cho năm thì tôi bón được 8 cân đến 10 cân cani mà cuối cùng nó cũng không được. Bác cứ cho bây giờ này bác công thức này bác cứ cho em là con nân là đủ rồi, bác chỉ cho ken 15 năm 25. Vâng. Đấy thì nó lớn nhưng mà chắc quả. Vâng. Thế nếu mà mình mà đạm cao mà cani thấp thì cũng không được. Vâng. 15 trừ 15 là 2 năm cộng 2 năm đấy. Đấy tức là 15 năm 25 tức là nân có 5 thôi. Năm. Vì nân đấy nó đang giàu rồi, không cần cung cấp nhiều. Bởi vì năm nay bác không bón như nó có của năm cũ ấy. Bác tưới cá, tưới các đỗ nó mới nằm đất nó ăn chưa hết. Bác hiểu chưa? Và mình bón phân gà nó cũng có nân hữu cơ nữa mà. Chứ đâu phải là cái nân bón trong NPK đâu. Vì trong NPK bác bón đầu năm bác bón 3 con 16 3 con bao nhiêu? 3 con 15. Và 3 con 10 13. 13 ba. Vâng. 13 thì nó bình thường. Vừa rồi đấy cung cấp thêm là cũng 13 thôi. À. Vâng. Đây các bạn nhìn bác này làm hệ thống thoát nước này. Đây cái là bơm tưới này. Tưới là chốc mình sẽ quay cho các bạn xem cái chỗ bác làm cái hệ thống bơm tưới cho cây. Đây toàn bộ tưới tự động rồi đúng không? Vâng. Tự động hết rồi. Đây là dùng ống đây để đưa trên ngọn. Đưa trên ngọn để phun sương với. Đây các bạn này. Dây bác dẫn lên tận trên ngọn luôn để phun sương để rửa cây. Phun sương và tưới đây một con nắng chảng thì mình tưới cho đỗ cháy quả. Mình tưới cho nó cháy giảm, cháy giảm nhiệt. Đấm đấm nhiệt nó cháy quả. Đấy, vì cái có cái rãnh nước đời này mùa hè nó sẽ bốc hơi nên nó làm mát trong vườn nó như cái điều hòa. Đấy và thứ hai nữa là cái mùa đông khi mình cạn nước thì nó sẽ độ mặt đất nó sẽ ráo nhanh, nó sẽ ngọt bưởi hơn. Đấy, khi mà chín quả là mình bơm hết nước cạn là nó sẽ ngọt hơn. Đấy, cái phương pháp này rất tốt. Chỗ này diện tích là bác được bao nhiêu cây đấy cả? Diện tích ở đây tôi cả bưởi đỏ kia là 140 cây. 140 cây. Vâng. Năm nay có thấy đẹp quả hơn so với mọi năm? Đẹp, xem năm nay thấy là đẹp hơn nhiều mọi năm. Vâng. Vâng. Tức là mọi năm đã bác bón chưa nó có công thức mấy và cũng chưa để ý đến nhiều nó kỹ thuật nhiều hay là chưa có cái chưa gì? Có kinh nghiệm rất coi là mình cứ bón theo cảm tính thôi. Theo cảm tính thôi. Vâng. Đấy người ta cứ bảo bón mỗi cân này là phải 2 cân NPK với nân là phải hàng 5 cân. Ừ. Đấy nhưng mà thôi mình cứ thế mình tương thôi. Thế là mình không biết. Thế còn quả nó to quá. Đạm ngô rồi thì cá tưới vào cung nó cứ to quả. Không bán được và chín muộn quá. Vâng, chín muộn. Nó chuyển đường kém, vâng, nó chuyển hóa đường kém. Vâng, đó nên là nó thành ra nó chín muộn quá. Vâng. Thế là năm nay thì theo các anh xem thế nào để còn lại để cho được chín sớm mà độ đường sẽ được chất lượng. Rồi bác tăng kali sớm cho em. Vâng. Tức là tháng 5 này bác nâng kali cho em 25 đi. Vâng. Đấy như chỗ Thái đấy thì nó sẽ làm cho quả lớn nhưng nó sẽ đanh quả sớm mà nó chắc quả sớm thì nó sẽ chín sớm. Vâng. Và sang tháng nếu cơ thể có thể tháng 6 âm lịch là bác có thể bổ sung kali đơn được rồi. Vâng. Tháng 6 tháng 5 cuối tháng 5 có thể kali riêng đấy. Kali riêng rồi cho nó chín nhanh. Cái thì riêng được thì làm sao tháng 9 âm lịch là bưởi bác phải lên mã rồi thì nó mới ngọ chín sớm. Vâng. Tháng 9 bác quả nó chưa lên mã thì làm sao mà tháng 10 bán được bưởi. Vâng. Nhưng của em rằm tháng 10 này đã bán được bưởi rồi. Vâng. Thì đấy, nó kéo dài thời gian bán nó sẽ được giá hơn. Vâng. Còn nếu mà bác mà để cho chín muộn, thứ nhất là chuyển hướng đường kém. Vì chín khi nó vàng nhá, nó chưa ngọt đâu bác. Vâng. Chuyển sang màu thơm.
ngọt hơn và chuyển sang màu đồng ngọt nữa. Vâng. Phải chuyển sang màu đồng mới được. Chín thì nó lại chín đỏ thế thì. Đúng rồi, chín đỏ thì ngọt hơn chín vàng. Bây giờ mình sẽ đi vòng quanh cho bà con xem cái hệ thống cá nhỉ. Đi mình đi quanh cái xong quay vào chỗ cái khu vực đào bác xây để bơm nước. Đây các bạn nhìn này, cây rất to và quả các bạn nhìn thấy không? Tối rồi, bây giờ nó tầm 6 giờ đây chiều tối rồi. À, mình về đây hơi muộn và đấy cũng có mưa xong. Cây này thích này các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn xem này. Cây này thì 300-400 quả đó các bạn nhá. Nhìn thích không? Năm nay bác dùng được cái silic Đông Sơn là bác đưa được 2 nứa rồi à? Được 2 nứa rồi. À. Đấy, BH bác thấy nó hơn trước kia là có 4, hơn 4 à? Hơn 4, cái đấy to lúc là có hơn 4. Đấy, hơn 4 mà bây giờ đã được 6, hơn 6 một tí. Vâng, đấy, cây này thích không ạ? Cây này thích không? Tầm 300 quả. 300 quả đúng các bạn nhé, đấy, chủ nhà nói là 300 quả các bạn nhé. Đấy, tối thì mình quen cây của nó hơi cao. Trăm thì sóc dễ, nhưng đi thì dễ, nhưng mà trời trên là hơi vất một chút. Đúng đoạn đến lúc nó đang buông xuống dần. Đấy. Nó ẻo xuống. Vâng, nó ẻo xuống. Đấy, các bạn nhìn này. Hơn 100 quả của bác. Vâng. Đây các bạn nhìn quả đây, đây cuống nhỏ này bác này, đấy mình quay cho các bạn xem này, cuống nhỏ nha, quả tinh dầu, rất xanh quả mà tinh dầu thì nó nhỏ các bạn nhìn này, tối mà quay kia, đấy rất thích luôn, tới đây cũng phải mấy trăm quả, xài thật đấy. Đây hệ thống bơm chống úng đây, để đưa đường thoát nước, đây ra ngoài này có mương à, hệ thống mương ở đây à? Không. À đấy các bạn nhé. Ngoài có cây gì to, cái bưởi ta hay bưởi gì to này? Đấy cây bưởi này là cây bưởi đào đỏ đó. À to giống thế nhỉ? Thế là con ấy giống cái này thôi, rồng bay quay sang bên kia rồi. À. Bưởi này tháng 8 bắt đầu ăn rồi. À bán cái này được giá không? Bưởi đỏ này bán được không? Bưởi đỏ này đỏ này bán được giá. À. Nhưng mà mỗi cái bưởi diễn này trước kia bán này mới là 2-3 này bán hơi vất bạn. Phải nâng cao chất lượng bác ạ thì nó mới bán được giá. Chất lượng thì nó chưa được tốt lắm. Đúng rồi, thì năm nay mình phải nâng cao nó cao tí. Cao tí thứ nhất là bán chạy thì nó mới được giá được. Có bưởi nó thêm được 5.000 thôi thì mình sẽ được rất nhiều. Vì vùng mình gần thành phố mà không bán được cao thì hơi phí. Các vùng sâu xa người ta có quả bưởi bán rất khó. Cây này rất hậu, không có quả. Năm nay rất nhiều quả. Sai chưa? Quá sai luôn, cứ một cây này cứ tầm 150 quả thì nó quá đơn giản với cây này. Xài thật đấy, nhìn sướng thật, nhưng cái là tối quay bà con xem hơi khó xem thôi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây này bác đi đợt một đợt bị bọ trĩ này, bị nhà đấy bị trĩ mít này bị nhện nó ăn cái từng cái nửa tế bào lúc quả còn nhỏ ấy, có phải đánh thuốc có thể nó hơi nhạt quá, nhẹ quá. Đây các bạn xem đấy, bác sử dụng cái bể để đây, cái bể là xây rất là kiên cố các bạn nhá, để nọc nước để phun thuốc rồi cũng là tưới bón. Phun mưa rồi thì phun mưa rửa cây giảm nắng đấy, mùa hè là bơm nước này lên này, nó sạch rồi thì nó không bị bệnh. Đây là cái bưởi đỏ đây à? Bưởi đỏ đẹp nhá. Bưởi đỏ sai thế nhỉ, cũng sai phết nhỉ. Cái giống này giống bưởi gì à bác? Bưởi đỏ nhưng của mình hay của địa phương nào? Thì tôi không biết là giống bưởi gì đấy. Cũng biết là của nhà mình lâu năm rồi. Của cái cây kia là tôi nhân ra. Nhân ra thôi. Ngon thì nhân ra thôi. Thích nhỉ? Đấy các bạn nhìn sướng không? Ủa dồi. Tháng 8 này. Đấy, khu này bưởi đỏ đấy à? Ừ, tháng 8 này. Còn bên kia là chủ yếu bưởi diễn. Đây là bưởi diễn. Diễn này đúng không? Vâng, đây bưởi diễn. Đấy, các bạn ơi, xuống đây bác này hơn 100 gốc bưởi diễn. Năm nay thì khác mọi năm. Thích không? Xài thế nhỉ? Nhìn sướng thật này. Sợ thật. Hơi tối nữa mà bạn ngay thì rõ thì quay còn thích nữa. Đấy, mình nay về đây hơi bị tối các bạn. Tối đấy. Trong vườn thì nó lúc nào cũng sạch sẽ vườn lắm. Đấy, làm vườn đấy, đẹp làm quá. Vườn lúc nào sạch sẽ các bạn vườn. Nhìn thấy hệ thống này, bác cái ốp hết bao tải bạt để cho đỡ xô đất này. Nó chưa đạt được cái độ đường của bưởi đâm này, nó chưa. Ô, năm nay thì chắc chắn là phải lên cao rồi. Năm nay thì mình đưa cái xi Đông Sơn vào, mình bón hàm lượng kali sớm để cho nó chín sớm, nó chuyển hóa đường sớm. Được tư vấn của anh mà đạt được hiệu quả thì rất phấn khởi mà vâng. Hào hứng về cái chất lượng về chắc chắn thôi. Bác cứ thì để ý cái kênh của em, hai nữa là cần thiết bác gọi số em thì em tư vấn cho nó. Các bạn nhìn này, đấy quay tầm thấp này thì may ra các bạn nhìn thấy này. Cây này cái 300 quả thì ăn chắc được. Này, sướng không? Sợ chưa? Đấy, các bạn nhìn này, quả dày quả luôn. Quá dày quá. Đây mình quay cho bạn xem này, đấy, cuống nhỏ nhá. Đấy, túi tinh dầu nó nhỏ này. Đấy, sợ chưa? Quá nhiều quả. Cứ được như thế này thì thích nhỉ. Mới năm trước nó ụp quả hơn, nó to quả hơn à? To quả, ụp quả. Thế là bác xem kênh của em được là một năm hay hơn năm? Mới biết từ trong năm ngoái thôi. Thế bắt đầu mới áp dụng vào luôn. Vâng, thế bị áp dụng
theo cái hướng dẫn của bác, nhưng mà đến bây giờ tháng nào là cũng phải xem, kênh mới nhất. Kênh xem video thường xuyên. Các bạn thích không? Đấy. Sau một quá trình chỉ có một năm thay đổi tư duy thôi. Nó có đáp số ngay. Và mình phải hành động chứ bác ạ. Chứ mình xem mà mình không hành động, mình không làm thì nó không hiệu quả được. Vừa rồi xem kênh của bác lên máy bác Hương này, thế thì xuống rồi bác Diện này. Thích không? Cây bưởi sướng thật đấy. Cây bưởi đỏ nữa. Cây bưởi đỏ đấy, quả to hơn. Trước là dùng cái cây này để ra để lấy phấn, để người ta bán phấn chéo, để cho thụ phấn chéo đó. Rồi rồi. Vâng. Đấy các bạn nhìn sai không? Cái này cũng phải hàng trăm trên trăm bưởi quả này. Thích thật đấy. Các bạn nhé, nhìn sướng không? Đấy bác. Năm nay bác sẽ ăn, bác thì khác ngay. Còn năm ngoái là năm nay mình mới bón thì mình chưa biết nó thế nào đúng không? Vâng, nhưng hiện tại là nó đang là bác thấy nó đánh giá, nó thấy là đang cuống, là nó chắc săn quả đúng không? Giờ đến cuối năm thì mình biết được xem cái độ chất lượng và cái hiệu quả chất lượng đúng rồi. Như thế nào. Còn hiện tại nếu như như thế này so với mọi năm là bác thấy thế nào? Như thế nào so với mọi năm là tôi cảm thấy cũng phấn khởi rồi. Bởi vì độ quả cũng săn quả lên nhiều, quả. Mà cây là cũng không vàng như trước kia tôi bón nữa, mà nó xanh lên. Đấy, nhưng mà so với mọi năm là bác có bớt được thức ăn cho nó không? Sau cái đưa Sinic vào bác có giảm các phân bón khác so với mọi năm không? Không, cho Sinic vào thì tôi này, như anh đến phòng bán kiểm tra đấy thì bảo bỏ nân đi, không cho nân nữa. Thế là gia tăng Sinic từ đầu mùa, từ hàng hai đợt là bón được mỗi cốc là 2,5 cân rồi. Thế vì thế là mất khoảng độ 3 cân NPK rồi. Khá trong có lân rồi mà, vì nó có lân trong đấy rồi. NPK rồi. Vâng. Thế còn từ giờ đến cuối năm để bón như thế nào, chất lượng thì để anh cung cấp kỹ thuật cho để biết lượng để, vâng, để bón. Tuyệt vời, bác cứ để ý kênh, nhưng mà bà con sẽ có nhiều, em có ra trước cho bà con tham khảo với để nghiên cứu cùng. Vâng. Bởi vì cái lượng quả của bác thì nhiều lời là mà nó lệch nhau được vài nghìn thôi là nó sẽ khác lắm. Vâng. Vì nó đầu vạn. Vâng. Đầu vạn mà. Nếu mà mình rẻ đi chứ khó bán, chưa nói là được giá. Thì khi mình ngon cái là mình có thị trường riêng của mình. Vâng. Đấy, nếu nó được thị trường ngon gái thì các anh kết nối đầu mối ra cho nó thương hiệu. Thì cuối năm lúc 9 em lại đến quay gặp bác để bà con chia sẻ, thì ai có một số doanh nghiệp đi mua bưởi ấy, họ có số điện thoại. Vâng, bác cho em cái số của bác đây để cho như các cháu Tuấn ở Hoài Đức chẳng hạn, một số người là có biết được cái vườn bưởi này thì người ta sẽ liên lạc đến bác. Các bà con, số của tôi là 0342 482 486. Vâng, cảm ơn bác. Vâng. Thì các bạn bà con có thể qua số điện thoại để có thể đến tham quan vườn bưởi của bác trên đây. Thì thấy được cái hiệu quả bác áp dụng sau khi mà những năm trước nó chưa đạt, đúng không? Vâng, năm trước là chưa đạt. Năm nay thì tạm thời là đã, trước mắt đã. Cuối năm nay tôi xem theo cái phân này, xem cuối năm nay nó mà không bị to quả, không bị dày vỏ là quá chất lượng luôn. Vâng. Đấy, nếu chỉ sợ nó mà vẫn dày vỏ thì. Và cái mã xem nó đẹp hơn năm ngoái thế nào? Mã thì năm nay chắc chắn nhìn thấy. Đấy, dương sạch nó phải đẹp hơn rồi. Nên nó xanh và nó chắc. Đúng rồi. Thì cuối năm sẽ vàng rồi. Như trước kia nó xanh, cái kiểu vỏ nó dày. Đấy, nó vỏ dày. Thế nhưng mà bây giờ nhìn đấy, quả bưởi này nhìn nó xanh này, nhưng mà nó rất nhẵn vỏ. Đấy các bạn nhìn này, đấy. Chắc vỏ. Quả bưởi được săn chắc được đấy. Vâng. Thế còn trước kia mà quả nó xanh thế này ấy, nhìn nó rốn, nó lõm vào trong rồi thì nó dày. Nó không căng lít, nó không căng lít, nó lõm. Đấy. Quả bưởi nó không căng lên. Vâng, quá tuyệt vời các bạn. Đây thì tôi đã chuẩn bị ủ phân của năm tới rồi đây này. Đây là cái khu đấy bác xây để làm cái phân gà được đấy à? Đây ủ phân này. Các bạn thấy bác xây được rất cẩn thận, khu tưới nước sạch này. Đấy, và đây là phân gà đã ủ hoài mục đây. Đã ủ phân để cho năm tới rồi này. Đấy, làm rất quy hoạch các bạn nhé. Và bưởi bác đều làm rãnh nước để là tưới tiêu mùa hè nó có nước độ ẩm cao để quả đỡ cháy, và dùng hệ thống là dây bác dẫn ở tận trên ngọn luôn, để khi mình mùa hè nóng quá là bác bơm nó mát cơ, hạ nhiệt. Hạ nhiệt luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Quá là tuyệt vời luôn. Đây là cây bưởi đỏ của bác này. Sai chưa? Cây 200-300 quả là quá bình thường. Đấy, ra đây có tí sáng này. Đấy, trong kia nó hơi tối. Đấy, hệ thống bác bơm nước bê tông rửa xây rất sạch sẽ, thành một cái này để pha kèo vào và phân bón nó bới tưới luôn cũng sạch. À, nó gọn, đỡ phải bón ném được. Và nước rửa sạch sẽ. Ê, mình ra kia mình chào bà con cái xong để mình kết thúc cho bà con. Vâng. Đi ra cuối rũ góc đó, đặt cái máy. Ừ, trong cốc bưởi. Đây đợt tới này bác lại lấy tiếp cái xí đông sơn, bác lại đưa vào đợt 3 thôi. Vừa rồi là lấy 5 tạ mới bón hết 2 tạ rưỡi mà. À. Vâng. Đấy giờ từ giờ đến tháng 8 mà bón hết cái đợt này cái thì nếu mà tháng 8 tháng 9 các bác đến kiểm tra cho mà thiếu thì lại bổ sung thêm. Rồi. Cái pH so với trước là quá ổn định rồi đúng không? Vâng. pH trước được kia được có lên rồi. Có lên, trước có 4, hơn 4. Vâng.
Và đây là mình kiểm tra bác nhìn thấy rõ ràng là 6 à. Đấy, còn nếu mà được 65 thì còn đẳng cấp nữa. Các bác đứng vào chỗ này đi. Cốt nhất là vừa cuối năm là chăm sóc xong là cốt nhất là cuối năm rồi về. Đây là con chim to quá. Cái độ đường nó đạt tiêu chuẩn là ok. Vâng, con chim to quá. À, bạn các bạn vừa rồi theo dõi một đoạn mình chia sẻ cùng với bác Quế. Bác Quế ở Phúc Thọ thì bác trước kia đã cũng trồng bưởi và cũng làm cái bưởi cũng 20 năm rồi, nhưng mà nó chưa đạt hiệu quả, chất lượng cũng chưa, với lại cái độ của nó săn chắc cũng chưa được. Năm nay bác theo dõi kênh của mình từ đầu năm thì bác cũng bắt đầu áp dụng phân bón, được đưa cái xít Đông Sơn vào được 2 nứa và bón mỗi lần được hơn 2 cân, tất cả hơn 2 cân, tất cả 2 cân rưỡi rồi, tất cả 2 cân rưỡi rồi thì quả bưởi bác thấy nó hiện tại nó đã mọng mã rồi, đấy mã nó nhãn và quả nó sẽ mỏng vỏ, nhìn thấy nó mỏng vỏ rồi. Chắc chắn là mỏng rồi vì quả nó săn chắc tới giờ là mỏng vỏ. Và mình cố gắng làm sao chia sẻ cho bác để cuối năm quả bưởi nó chín sớm hơn thì bác để cái video của em. Vâng. Để cho quả bưởi chín sớm này nó sẽ có thời gian kéo dài bán được nhiều hơn. Vâng. Chứ còn nếu là cuối năm quá người ta mua đủ rồi thì người ta chả mua nữa thì sẽ không lên được giá. Ngay nữa là nó phải chuyển sang màu đồng thì bưởi nó mới ngọt được. Đức Trần CV sẽ chia sẻ nhiều video và sẽ đi nhiều nhà vườn. Và cái số điện thoại của bác Quế thì các bạn có thể là cuối năm ai mà muốn mua khu vực ở đây cũng như các nơi khác, khu vực thành phố Hà Nội mà ai muốn mua đi biếu sếp hoặc là bố vợ mẹ vợ hoặc là người thân thì có liên lạc xuống chú Cốc Quế vừa rồi. Và có thể là lúc sắp chín thì các bạn đến tham quan hoặc chín bạn tham quan ăn thử vì chắc chắn năm nay bưởi sẽ ngon hơn năm ngoái, mình khẳng định là như vậy. Cảm ơn bạn. Và số điện thoại của mình là 0973380995. Có thể qua số điện thoại mình để gặp nhiều nhà vườn khác như bác Quế làm kinh tế giỏi, chúng ta trao đổi học hỏi lẫn nhau. Và nhiều doanh nghiệp thì chúng ta gặp được những sản phẩm phân bón tốt như bác Quế, mà gặp được cửa hàng cho anh Thái để đưa vào quả bưởi kịp thời chặt cái mầm bệnh vừa rồi. Đấy, và kiếm được cái phân bón tốt của như bên phân bón Đông Sơn để đưa vào năm nay 2 nứa thì cái cây bưởi nó sẽ được dinh dưỡng, ăn được, hấp thụ được nhiều dinh dưỡng khác ở trong lòng đất. Mà bác năm nay cũng giảm cái lân so với mọi năm đúng không ạ? Năm nay đã đầu tiên đã giảm cái lân rồi. Vì bà giờ vừa do đo lân cũng cao mà nó do là còn dồn của các vụ trước ăn chưa hết. Nếu không biết mình không có kiểm tra máy móc nhẽ thì bác lại bón vào thì quả bưởi nó sẽ dày vỏ và nó chín muộn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Chào. Xin chào các bác.